của thầy chưa thanh tịnh, vẫn còn vướng vào những điều trần tục. Tốt hơn hết, thầy đã đóng cửa tập thất để khỏi phải nhìn thấy những điều chướng mắt bất tịnh ở phụ nữ chúng tôi. Ghê gớm không? Dám khiêu chiến với chú Lâm Tự vì nó gặp phải mấy vị sư hiền, cái gặp phải thầy Hạnh Bảo thì kể như là sao lên đường gấp. Vị tăng trẻ xanh mặt cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm vì không lường được tình huống xảy ra đối với một mỹ nhân hết sức đặc biệt kỳ quái này. Cô gái nửa cười quay sang hỏi anh huynh trưởng: anh có vui lòng chỉ cho tôi tịnh thất của sư trụ trì không? Tôi đang rất muốn được vào vấn an ngài và thỉnh giáo đôi điều. Anh huynh trưởng nhíu mày nghĩ ngợi và tặc lưỡi: dẫn chị vào tịnh thất của thầy trụ trì thật là không nên chút nào. Nhưng có lẽ tôi phải làm điều dại dột này vì tình huống quái quâm khó xử bây giờ, chỉ có thầy trụ trì mới đủ bản lĩnh khai tâm điểm đạo cho chị. Nói rồi anh ta mời cô gái đi theo mình, băng qua đám đông, đi vào dãy nhà phía sau chánh điện. Anh ta dừng lại trước một căn phòng, quay sang nói với cô gái: chị vui lòng đứng chờ ở đây một lát, để tôi vào bạch với thầy. Anh huynh trưởng nhún vai, ngán ngẩm, đưa tay gõ ba cái trên cánh cửa. Bên trong có tiếng vọng ra: ai đó? Anh huynh trưởng cao giọng: dạ bạch thầy, con là Tâm Tịnh, huynh trưởng gia đình Phật tử. Có một việc rất hệ trọng, con xin được bạch với thầy ạ. Bên trong phòng vang ra giọng nói sang sảng: Tâm Tịnh đó à, vào đi con. Anh huynh trưởng mở cửa và bước nhanh vào phòng, khép cánh cửa nhanh như lúc mới vào. Cô gái đứng tủm tỉm cười, chờ đợi với vẻ háo hức. 10 phút sau, cánh cửa mở ra, anh huynh trưởng cất tiếng: chị được phép vào, nhưng nhớ phải giữ ý tứ một chút. Cô gái cười khẩy bước vào phòng. Một vị tăng độ tuổi lục tuần đang ngồi trên chiếc phản môn đen bóng, trong tư thế kiết già, ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào mặt vị khách mới vào. Dạ bạch thầy, con ăn mặc như thế này vào chùa lễ Phật bái tăng lại bị mọi người chê trách chỉ trích, bị tăng phê bình bắt lỗi, xin hỏi thầy ai đúng ai sai? Hòa thượng trả lời: ai cũng đúng ai cũng sai. Dạ bạch thầy, người phàm cố chấp đã đành, nhưng những người đã xuất gia tu hành đầu tròn áo vuông mà còn vướng mắc vào những chuyện lễ nghi nhỏ mọn giáo điều bắt nạt trẻ con, xin hỏi thầy thế nào là đúng thế nào là sai? Hòa thượng tự tại trả lời: vừa đúng vừa sai. Sao là sai, sao là đúng vậy thầy? Sai vì tu hành mà chấp chặt những điều nhỏ nhặt, đúng vì giữ sự thanh tịnh tôn nghiêm của thiền môn, đó là bổn phận, là trách nhiệm của những người ở chốn Tam Bảo Hoằng Dương chánh pháp. Dạ bạch thầy, con từng nghe rằng ngọn cờ phất phới bay, thật ra cờ không bay mà là gió bay. Nhưng thật ra gió chẳng lay động mà do tâm con người đang lay động, có phải vậy không thầy? Nhỏ này cũng miệng lưỡi ghê lắm. Hòa thượng cười sang sảng: hay, thật hay. Vậy theo thầy thì con ăn mặc thế nào cho nó hợp? Bình thường. Đáng trách hay đáng khen? Dạ thầy, hợp thời trang, hiện đại, gọn gàng, tiết kiệm. Nếu người mặc không hề thấy ngượng nghịu, không chút gượng gạo, không phải âu lo, thông dong khứ đáo, xuất nhập như rồng đạp mây thì thật là đáng khen ngợi. Nếu mặc vào mà luôn thấy bị gò bó, thấy như bị mang của nợ, mang xiềng xích, không thoải mái đi đứng nằm ngồi thì thật là đáng thương, đáng tội nghiệp chứ không hề đáng trách. Cô gái cười khanh khách ra điều thích thú. Sư trụ trì bật cười ha hả, tiếng cười tự tại vang động như rung chuyển cả dàn ngói rong riêu của tịnh thất, rồi im lặng như tờ. Cô gái cất tiếng khẽ: thầy thật cao thâm, vững như bàn thạch. Có phải đó là mục đích chính của cô khi ghé thăm bổn tự hay không? Im lặng tức là thú nhận. Hòa thượng phán tiếp: cô mang một chút am hiểu giáo lý nhà Phật, một chút kiến thức cơ bản
về sự tĩnh động mà dám cố tâm cố ý vào chùa để thử thách sự phát tâm tìm đạo của tăng ni và Phật tử, cố ý làm cho người khác chao đảo động tâm, thì người đó chính là ác tâm, người đó chính là động tâm. Bạch thầy, quả đúng là con động, nhưng đâu phải thấy người động mà mình phải động theo, phải không thầy? Cô gái này lý luận rất là chặt chẽ nha. Cô phải nhớ, quanh cô đều là những chúng sanh đang tu học. Hễ còn tu học, nghĩa là chưa ai chứng quả, chưa ai được giải thoát. Chỉ có thầy là tỉnh thôi sao? Cô gái khiêu khích. Vì đây là tỉnh thất, cho nên người ở trong đây tâm phải tỉnh. Thầy không trách con về chuyện ăn mặc này thật sao hả thầy? Không trách, mà còn khen áo quần chỉ là ngoại vật, chúng vô tri vô giác, không tội tình gì. Chúng là vật ngoại thân, không phải là một bộ phận trên cơ thể của con người. Cô gái thỏ thẻ, như vậy thì thân thể con người cũng chỉ là giả tạm à? Đúng, đất nước gió lửa hội tụ tạo nên, thân xác này còn là thứ bên ngoài, huống chi là quần áo với xi mi. Cô gái nói, chỉ cái tâm bên trong mới là quan trọng sao thầy? Tính động đều từ nơi ấy, cho nên nếu cô đã có gan ăn mặc hở hang, thiếu thốn vải vóc, dám vào cửa thiền khiêu động rối tâm người khác, thì hãy phát huy thêm bản lĩnh mà trút hết xi mi giả tạm này ra khỏi tấm thân giả tạm ngay nơi đây đi. Thầy kêu con trút bỏ áo quần à? Sư trụ trì quát lên, trút ngay đi. Cô gái giật bắn cả người, vội quỳ mọp xuống, dập đầu dưới đất mấy cái, môi run cầm cập không thốt nên lời, vì không lường ra được cảnh huống này. Sư trụ trì lại quát, trút đi, rồi bước ngay ra ngoài dạo một vòng vãn cảnh để xem ai động ai tịnh. Cô gái run lẩy bẩy, dạ, dạ bạch thầy, dạ con xin sám hối, thật sự con không dám, dạ con không dám, con xin dập đầu tạ tội, dạ đội ơn thầy đã khai tâm điểm đạo cho con. Anh huynh trưởng đứng ngoài hành lang với nóng ruột nóng gan, cứ như đang đứng trên tổ kiến, và rồi cánh cửa tịnh thất đã bật mở toang. Cô gái lạ lùng bước ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ, tươi vui. Lạ lùng hơn, trên người cô gái có chiếc áo dực bình của tăng chúng. Cô gái cười chào anh huynh trưởng, bước thong thoát hướng về chánh điện. Anh huynh trưởng lè lưỡi, bước nhón chân khép lại cửa tịnh thất thật nhẹ nhàng. Rồi anh chắp tay xá ba xá, về phía bên trong cánh cửa vô tri với lời thì thầm. Quả đúng, chỉ có thầy mới trị được đồ quỷ ma yêu quái. Anh thở vào nhẹ nhõm, đầu năm thật vui. Thầy thấy vui không thầy? Vâng, quý vị sẽ cảm nhận được điều mà quý thầy muốn gửi đến qua bức thông điệp của Đức Phật với hai câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Diễn biến như thế nào, chúng tôi đã đọc qua một bài báo đăng này, và quý vị sẽ một lần nữa được nghe lại với nhận xét của Đại Đức Thích Hành Bảo. Thầy như là Phật, thưa thầy, thưa quý vị, khi mà đọc qua một cái bài báo như vậy thì cái cảm nghĩ của quý vị nó như thế nào? Ở đây nó có hai cái trường hợp để mà xảy ra. Một là cái đối tượng đi vào trong chùa muốn thử sức, muốn thử lòng, thậm chí có những cái đối thoại đối với vị sư trụ trì. Nhưng mà cái cách hành xử này đó, tôi nghĩ nó có thể trên văn chương thôi, trên một cái mẫu chuyện thôi, chứ còn thực tế không biết ở Việt Nam có xảy ra không thưa thầy? Dạ thưa thầy, ở Việt Nam xảy ra nhiều thầy. Nó chẳng những mà nó không phải là dính bằng hai sợi dây, mà nó toàn là lưới không. Không biết nó mặc nó đi làm gì, mà tự nghĩ nó đè nghèo khổ như vậy, nó mang chài mang lưới mà. Tôi nghĩ sao? Chắc là tại chùa có hồ cá đó, tên lưới cá. Thầy chưa biết đâu, có nhiều người nó mặc đồ mà vô chùa tôi sợ nó bị trúng gió. Thì bây gió giờ nó vô. Thưa thầy,
Thì bây giờ nếu mà giải quyết cái vấn đề này thì sử dụng về cái gì? Ở đây cái qua câu chuyện mà quý vị đã được nghe, cái sự mà giải quyết của cái vị trụ trì đó, nó ở một cái cấp độ nó hơi mãnh liệt, nó hơi có một chút cái gì đó táo bạo. Nếu mà gặp cái cô này mà cổ cũng có thần kinh không được tốt đó, mà bị vị sư này mà kêu buộc là phải trút bỏ hết, nếu mà cô bỏ hết thì làm sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Phật biết. Mình phải đặt cái giả thuyết. Tại vì đó, cái câu Việt Nam mình hay lắm, người dạy sao cởi truồng, người khôn xấu mặt, phải không? Thành ra đừng có thách thầy, mà gặp cái này thầy thách, tôi nghĩ là thầy lỗ đó. Xin lỗi thầy, cái này là đọc lại cái bài đăng báo thôi, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ đó, thầy không có được biện luận, thầy để nó đi. Thầy biểu tôi ý kiến thì tôi phải ý kiến xong hết đã. Tại thầy đem cái chuyện này ra, tôi nghĩ thầy cũng có muốn ám chỉ tôi không vậy? Nhưng mà thực ra đó, thưa quý vị á, cái người đã không hiểu biết, dĩ nhiên mình cũng phải sử dụng một cái cách không hiểu biết để mình đối trị nó mà thôi. Chứ còn không thể nào mà mình có một cái là đối đãi mà nó bình thường được. Thì tôi kể lại cái câu chuyện cũ cho quý vị nghe. Thì ở bên ngoại quốc cũng vậy, ở bên Đan Mạch thì có những cái em sinh viên nó học về triết học, nó không có biết đi chùa. Mẹ nó nói thưa thầy, con nó chở con đi chùa nhưng mà nó không có biết đạo nhiều. Thì hôm nào đó thầy có thời giờ thầy nói chuyện với nó. Thì hôm đó bà mới đưa một cái em thanh niên lên, một cái thằng sinh viên ốm nhom đeo mắt kiếng đến chùa. Thì tôi mới hỏi thăm nó, con nói tiếng Việt được không? Nó nói dạ được, tuy bằng qua cũng hơn 20 năm nhưng mà ở nhà nói tiếng Việt riết nó cũng quen, thành ra nó cũng rất là thông thạo. Tôi nói vậy thì cũng đỡ. Thì tôi hỏi con học cái gì? Thì nó nói nó học triết học. Thì tôi nghe lấy làm lạ, không biết cái vương quốc Đan Mạch nó dạy triết học thì nó dạy cái gì. Tôi hỏi con học triết học về cái gì? Thì nó trả lời lung tung, tôi nghe tôi không có hiểu được cái ý nghĩa. Tại vì có nhiều cái loại triết, triết học Đông Phương, triết học Tây Phương, triết học Mác Lê vân vân, nó có nhiều cái hình thức. Thì tôi mới nghĩ rằng nó chưa hiểu được cái ý tôi hỏi vậy thì bây giờ con nói cho thầy biết con học cái gì. Nó nói cái môn học, cái dạy bảo của giáo sư ở trường thì tôi sẽ đoán được là họ dạy triết về cái gì. Thì nó nói thưa thầy, ở trường con học á, thì là người ta dạy đó là mình phải làm sao tìm niềm vui được trong cuộc sống, và mình đem được cái niềm vui đó cho mọi người. Vì quý vị biết có những người sống không tìm được niềm vui. Họ thấy cuộc đời nó bế tắc, thấy cuộc đời nó cùng đường, thấy cuộc đời nó không có màu hồng, thấy cuộc đời chỉ là màu đen. Thành ra có những người đi tự vẫn, tự vẫn, mình kêu là tự tử. Lý do họ thấy cuộc đời nó không có niềm vui. Có một bác đó nói với tôi, thưa thầy, con thấy cuộc đời này không có cái gì để mà đáng để sống hết. Mỗi ngày một ngày như mọi ngày, mọi ngày như mỗi ngày, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, con thấy cuộc đời tự nhiên buồn quá không biết làm gì hết, cuối cùng chết thử coi nó ra làm sao. Thành nó có nhiều người không tìm được niềm vui. Thì bây giờ trường dạy cho nó biết được cái cuộc đời này phải tìm ra niềm vui của cuộc đời và đem niềm vui đó đi cho mọi người. Thì tôi nghĩ như vậy thì nó dễ quá. Nó là một cái triết học tâm lý thôi mà. Nhưng mà tôi muốn thử cái em đó, tôi mới hỏi nó, bây giờ thầy ví dụ, thầy hỏi con, bây giờ con thấy một người nghèo khổ tới xin tiền, họ nói họ đói khổ, họ rách rưới, họ khổ đau như vậy, xin tiền con có cho không? Thì nó suy nghĩ một chút đó, nó còn cho. Tôi hỏi tại sao? Nó nói tại thấy người ta nghèo khổ, đói rách. Tôi nói được. Thì bây giờ có một người khác ăn mặc sạch sẽ, lành lặn, tốt tươi hơn, cũng tới nói với con rằng tôi khổ, tôi nghèo, tôi đói, tôi kém, tôi thiếu thốn, xin tiền con có cho không? Thì nó suy nghĩ một hồi thì nó nói không. Tôi hỏi tại sao? Thì nó nói tại vì con thấy người ta ăn mặc đàng hoàng, lành lặn. Như vậy tôi nói với nó con sẽ bị lừa. Nó muốn xin tiền con vậy thì nó xé áo, xé quần, nó lấy bùn, nó bôi trên người nó. Đó, nó lẩn thẩn tới rồi nó than thở, nó bôi xanh, bôi đỏ lên, nó tới nó hô bệnh này, bệnh kia. Hồi nãy chúng tôi đi tới nghỉ chân ở một cái quán, phải không? Một cái quán để mà vệ sinh rồi ăn uống gì đó. Thì
tôi với thầy ngồi thì có một cái anh đầu mặt